Cũng trong sáng nay, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ phát động Thanh niên Đà Nẵng cùng hành động vì môi trường và ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Chương trình với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố, chia thành 5 khu vực ra quân, tập trung dưới chân cầu Tiên Sơn, quận Hải Châu. Hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030 và góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp đón chào xuân mới. Hôm nay, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức cái lễ phát động ra quân. Ở đây là cái cơ hội để thanh niên Đà Nẵng nói riêng và người dân Đà Nẵng nói chung ý thức hơn cái trách nhiệm của mình với cộng đồng trong cái việc đảm bảo cái vệ sinh môi trường phục vụ cho việc đón Tết Nhâm Dần 2022. Theo cái kế hoạch thì bắt đầu từ sáng thứ bảy này cho đến trước Tết thì ngành Tài nguyên Môi trường chúng tôi sẽ chủ công phối hợp với các ngành để ra quân tập trung cho các cái điểm nóng về môi trường trong cái thời gian đến. Trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn tại địa phương đã tích cực triển khai nhiều mô hình thiết thực trong xây dựng văn hóa văn minh đô thị, như mô hình tuyến đường văn minh đô thị, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cũng được triển khai rộng khắp, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên hướng tới việc xây dựng tư duy sống xanh trong giới trẻ. Qua các hoạt động này thì thành đoàn và tuổi trẻ thành phố mong muốn các bạn đoàn viên thanh niên và các cơ sở tổ chức đoàn và các đơn đặc biệt là các đơn vị quận huyện sẽ tiếp tục ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo nên cái cảnh quan của thành phố vui xuân đón Tết trong cái dịp Tết Nhâm Dần 2022. Đồng thời là triển khai nhiều cái đội hình, nhiều cái câu lạc bộ và nhiều cái mô hình ý nghĩa trong năm 2022 để tạo nên cái cảnh quan ngày càng xanh hơn, đẹp hơn. Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán, các hoạt động ra quân môi trường sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để chuẩn bị đón năm mới, đồng thời chia sẻ giảm bớt áp lực cho công nhân vệ sinh môi trường trong dịp cao điểm cuối năm.